chào tất cả các hàng yêu quý của DK Rawe Beauty ạ. Và ngày hôm nay tôi rất là vui khi được trực tiếp livestream trò chuyện cùng chị Thùy. Chị Thùy đến từ Hà Nội và vừa xong chị Thùy vừa trải nghiệm xong cái dịch vụ là hair shop dành cho lông mày tại DK. Và trước khi trò chuyện cùng chị Thùy thì bây giờ xin mọi người dành ra một vài phút để có thể ngắm nhìn được cái quan sát được cái tình trạng cũ của chị Thùy nhá. Như chúng ta có thể thấy thì vùng lông mày này, hai đầu lông mày của chị Thùy bị thiếu hụt rất là nhiều. Ngoài ra thì hầu như là không có lông mày, phần đuôi này rất là thưa ạ. Và cái dáng lông mày thì nhìn rất là nhạt nhòa và bị cụp nữa. Đó. Vâng, thì nhìn trên tổng thể khuôn mặt thì nhìn nó chưa có cái độ sắc sảo, sắc nét và nhìn hơi bị già một xíu. Và bây giờ thì sau khi trải nghiệm xong dịch vụ hair shop tại DK thì mọi người có thể thấy là chị Thùy đã được sở hữu cặp lông mày mới rất là tự nhiên và đẹp rồi. Chị Thùy ơi, chị có thể chia sẻ cho mọi người theo dõi livestream mình biết là cái cảm giác mà cái quá trình làm lông mày của chị nó diễn ra như thế nào không ạ? Cảm giác rất là nhanh bởi vì lúc ở đây mọi người cũng cho tê nên cảm giác không hề đau một tí nào, với cả mọi người nhân viên nói chuyện rất là dễ thương. Với cả xong nhìn lúc mà nhìn kiểu rất là thích ấy. Dạ vâng, em xin mời máy quay quay sát vào lông mày của chị Thùy nhá, để chúng ta có thể cảm thấy được cái sự khác biệt này. Với cái cách xếp sợi siêu tự nhiên của cái công nghệ này thì bây giờ chị Thùy đã có một cặp lông mày siêu tự nhiên rồi. Như mọi người có thể thấy thì tất cả những cái nhược điểm hai đầu lông mày này và phần đuôi đó thì Master One Minh Vương của chúng tôi đã khắc phục được hết những cái nhược điểm đó rồi. Đó, và với cái cách xếp sợi siêu thực như thế này thì có thể là khi mà người nhìn không thể nhận ra đây là một cặp lông mày đã qua cái quá trình làm đó. Chắc chắn là qua những chia sẻ vừa rồi thì chị Thùy cũng đã rất là ưng ý với cặp lông mày này của mình rồi, đúng không ạ? Vâng, thì mình lưu ý giúp em là mình cũng nhớ chương trình tiết điểm bên em nhé, là nếu như mà chị có thể giới thiệu cho bạn bè và người thân này thì bạn bè của mình cũng sẽ được giảm giá. Ngoài ra thì mình cũng sẽ được tiết kiệm 5% cho những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo đấy ạ. Okay. Và với công nghệ mới này thì em chắc chắn là sau cả quá trình thì nghĩa là cái màu mực của mình nó sẽ không bị trổ sang màu khác, nên là chị Thùy yên tâm chị nhé. Và ngoài ra thì em cũng thấy cái tình trạng da của chị thì rất là mỏng ấy, nhưng mà với công nghệ này thì nó sẽ giảm thiểu tối đa cái sự tổn thương này, nó không để lại sẹo nữa. Đó. Vâng ạ. Vâng, và như mọi người cũng đã vừa được trò chuyện cùng với vị khách rất là xinh đẹp của chúng tôi rồi thì mọi người cũng có thể phần nào cảm nhận được những cái trải nghiệm tuyệt vời của chị tại đây. Và nếu như mà các chị em quan tâm đến dịch vụ tại DK cũng như là muốn sở hữu những cặp lông mày tự nhiên và đẹp như chị Thùy thì mọi người hãy đừng ngại ngần, hãy nhanh tay inbox trực tiếp qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline 0911 31000 để được nhận những cái tư vấn chi tiết về dịch vụ nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.